cái trận sau à? Đấy rồi. À. Em mới có quả ổi không chứ? À quên, tôi chỉ mới con dao thì chỉ còn quả ổi. Quên đi nhầm rồi. Cắt đường bây giờ đấy. Bảo vệ mấy cái ghế thế. Đấy. Cho chị mượn con dao em ơi. Kinh nghiệm không? Hợp trang bị đồ nghề vãi cả đồ nghề luôn đi Hợp ạ. Chị vào trang bộ trang bị bộ đồ nghề gớm thật đấy. Các chị mượn con dao. Chị xử lý nốt quả ổi quả chuối để đánh. Sao cái bàn này nó cũng phủ lên cho nên đây. Đang định cầm quả. Trên bàn số 5, chế độ đỏ gặp Huy Linh Bình. Bàn cuối cùng đứng thứ 2 thì cuối cùng lên. Vào đây, vào việc đấy. Em ơi, cho chị gửi hướng dao lên. Chị này đi, đi mất nhiệm. Bảo luôn là chị đang đi. Đến anh Sơn Tây này. Trên bàn số 4, Nguyễn Hải Lam gặp Phong Lam. Bàn số 3, Thế Hiển gặp Linh Kim Quang. Bàn số 2, Minh Thủ gặp Trung Kiên. Anh có nhưng mà anh bận sắp. Tuấn đi anh giải mặc em phục với nhá, chảy quá. Trông cúi xuống không nó chảy luôn. Nhưng đâu anh ơi. Xin các bạn thi đấu để các cầu thủ ra bàn ban tổ chức để lấy bảng kết quả nhé. Trên bàn số 1, Tuấn Con gặp Quân Đỗ Đồng Cơ bên trận 8. Bàn số 2, Minh Thủ chấp Trung Tiên 6-1. Bàn số 3, Thế Hiển chấp Đinh Tiên Quang 8-1. Bàn số 4, Phong Lam chấp Nguyễn Hải Lam 7-2. Bàn số 5, Xế Đầu Đỏ chấp Huy Linh Bình 8-3. Cần
Tuấn ơi. Em ơi, có cái bàn ơi, chị vượt một cái ra đây với. Ở đây nó không phủ lên để lấy hết cái bàn này. Em hỏi nó không phủ. Chào mừng các bạn đến với phần bình luận của Hương Còi cho trang của Hợp Cơ với giải Crow ở 106 Hoàng Quốc Việt. Trên màn hình các bạn là hai cơ thủ Đỗ Hoàng Quân và cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn thì còn được gọi là Tuấn Con và Đỗ Hoàng Quân thì chúng ta gọi là Quân Trôi. Trên màn hình các bạn là cơ thủ Tuấn Con. Sau một lượt phá của cơ thủ Đỗ Hoàng Quân thì không đưa được pin nào vào bếp và chúng ta thấy là đã giành quyền đánh cho cơ thủ Tuấn Con. Đây là lượt đấu đầu tiên cho giải Crow 108 Hoàng Quốc Việt giữa hai cơ thủ rất là đình đám trong làng bia Việt Nam. Và có lẽ rằng chúng ta có thể chiêm ngưỡng rất là nhiều những trận đấu, nhưng để những cơ thủ tên tuổi có thể là chạm mặt nhau trong những giải như thế này thì nó phải là một cái duyên. Nghe một tai thôi. Không có bắt đầu đánh chưa chị? Với việc phá không đủ bi thì cầu thủ Đỗ Hoàng Quân đã giành lại cơ hội cho Nguyễn Anh Tuấn. Và vừa rồi thì chúng ta đã chiêm ngưỡng một đường trô ba băng rất là đẹp mắt của Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên thì lực đã tương đối là thiếu một chút. Chúng ta thấy là một đường trô ba băng với một kỹ thuật rất là khó. Và bi cái đã ra một vị trí không được thuận lợi và ép cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn sẽ phải thực hiện đường sút tê điều bi số 4. Đồng ý rồi, Nguyễn Trọng Đông. Và Nguyễn Anh Tuấn thì trong những giải trước đó chúng ta cũng thấy là Nguyễn Anh Tuấn là một cơ thủ có khả năng sút tê rất là tốt. Và Hương Còi vừa nói dứt câu thì Nguyễn Anh Tuấn đã chứng minh điều này khi Nguyễn Anh Tuấn thực hiện sút tê trô ăn bi số 4 và điều bi số 5 cũng tương đối là tốt. Nghe tiếng tốt không? Tiếng ngon không? Alo. Chị đây. Chị không có ở câu lạc bộ đâu. Nhưng mà em mang cái đấy bảo là gửi với chị luôn, bảo bạn là quần của bạn. Và sau một cú sút tê rất là đẹp mắt thì Nguyễn Anh Tuấn cũng thực hiện đôn bi số 5 xuống lỗ góc bên trái
phía màn hình các bạn, chúng ta thấy là đây cũng là một cái kỹ thuật cũng tương đối khó, bởi vì bi cái đã gần như côn băng. Nguyễn Anh Tuấn thì là một cơ thủ có đôi bàn tay rất là tốt. Ngoài cái việc thực hiện những cái đường điều rất là đẹp mắt thì chúng ta thấy là những cái kỹ thuật khó thì gần như là Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện rất là hoàn hảo. Và trong cái cơ hội đầu tiên thì Nguyễn Anh Tuấn cũng rất là hoàn hảo để làm tròn cái nhiệm vụ của mình khi đưa bi số 9 xuống lỗ góc phía bên phải các bạn, màn hình các bạn, và đã nâng tỷ số của mình lên là 1-0 trước cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Trong lượt phá tiếp theo thì người giành quyền phá đó chính là cơ thủ Tuấn Con. Nói về cơ thủ Tuấn Con, sinh năm 1989, sinh ra tại Văn Điển. Sau khi Tuấn Con đi ở một số nơi, ngao du một số nơi thì quay trở về Hà Nội, chúng ta thấy là với một phong độ rất là ổn định, cùng với chiếc gậy Perry thì trong 4 giải Tuấn Con góp mặt thi đấu thì Tuấn Con đều có mặt trong trận chung kết, và xác suất giành chức vô địch là tỷ số, xác suất giành chức vô địch là 3/4, tức là trong 4 giải thi đấu thì Tuấn Con đã giành được 3 chức vô địch. Lượt phá tiếp theo thuộc về Nguyễn Anh Tuấn. Minh Phúc, anh Đỗ Hoàng Quân cũng là một tên tuổi trong làng bia Việt Nam. Trong những cái giải đấu quốc gia thì anh Đỗ Hoàng Quân cũng đã rất là nhiều lần giành chức vô địch 9 bóng, 10 bóng và thậm chí là cả snook. Trước giải vô địch quốc gia năm 2017 vòng 2 thì tên Đỗ Hoàng Quân đang được xếp hạng thứ nhất trên bảng thành tích tất cả các cơ thủ chuyên nghiệp. Theo như quan sát của Hương Còi trong những giải đấu thì Tuấn Con là một trong những cơ thủ có cái kỹ thuật rất là hoàn hảo, trừ kỹ thuật phá. Tuy nhiên thì có lẽ rút kinh nghiệm trong 4 giải thi đấu thì trong giải này Hương Còi quan sát là Tuấn Con đã điều chỉnh quả phá của mình. Và với cái cơ hội phá lượt thứ hai này của mình thì Tuấn Con cũng đã đưa được bi xuống lỗ và Tuấn Con cũng đang làm một chấm run out. Xin chào Thành Nguyễn, giải này hình như có đánh đúng không Thành Nguyễn? Và như vậy là với việc phá bi rất là hoàn hảo thì Tuấn Con cũng đã nâng tỷ số của mình lên 2-0 trước cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Trong ván đấu thứ ba này thì người giành quyền phá đó là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Như vậy thì trong lượt phá thứ ba thì quyền phá thuộc về Đỗ Hoàng Quân. Với quyền phá thì Đỗ Hoàng Quân cũng đã đưa được bi xuống lỗ và đặt yêu cầu đủ bi về bếp, và cơ hội đang dành cho Đỗ Hoàng Quân là để rút ngắn tỷ số của mình.
bi khó đã được gỡ và bi hình thì đã được mở ra rồi. Phi Hùng, giải Men Up này thì giải của Crown này thì team Men Up cũng có một số các thành viên tham gia, ví dụ như là Đức Anh, An Nhật, xin lỗi An Nhật không đánh, Linh Tuyên Quang, Mạnh Xuân. Đỗ Hoàng Quân là một tên tuổi trong làn BI Việt Nam. Và trước mắt các bạn đã thấy dung nhan của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Hôm nay anh mặc một trang phục rất là stin với một chiếc áo rất là nhiều màu sắc và chiếc quần gắn gi. Thì trông anh trẻ hơn rất là nhiều so với bình thường. Như vậy là cơ hội sau khi phá bi thì anh Đỗ Hoàng Quân cũng đã run out và rút ngắn tỷ số của mình trước cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, tỷ số là 1-2 cho Đỗ Hoàng Quân và lượt phá thứ tư sẽ thuộc về cơ thủ Tuấn Con. Trước mắt các bạn là một chàng trai mặc chiếc áo màu cỏ úa có tên là Tuấn Con và lượt phá thứ tư sẽ thuộc về Tuấn Con. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng cơ phá của Tuấn Con xem là sau 4 giải thi đấu, mặc dù là 3 lần giành chức vô địch, tuy nhiên thì quả phá của Tuấn Con vẫn không được tốt. Và trong giải này thì gương còi quan sát là Tuấn Con cũng đã điều chỉnh quả phá của mình. Chúng ta thử kiểm tra lại một lần nữa ngay sau đây. Nguyễn Ngọc Hải, xin chào em. Đây nó chậm hơn khoảng 15 giây. Tuấn Con đã đổi kiểu phá của mình, không dùng lực quá nhiều vào quả bi. Tuy nhiên thì bóng cái đang rất là xoáy ở trước mặt, nếu như các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, thì bóng cái rất là xoáy. Vâng, chúng ta thấy rằng là quả cái thì xoáy như vậy, tuy nhiên thì vẫn chưa được đưa được bi mục tiêu xuống lỗ. Và cơ hội lại dành cho Đỗ Hoàng Quân. Tú Black, chúng ta đang xem giải Crown ở 106 Hoàng Quốc Việt. Sau rất là nhiều ngày lạnh giá dưới 10 độ C thì hôm nay là ngày thứ bảy rất là đẹp trời. Tại thủ đô Hà Nội nắng ấm, rất là chan hòa. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn đi ra khỏi nhà không đi chơi thì chúng ta hãy đến với câu lạc bộ Crown ở 106 Hoàng Quốc Việt. Với giải đấu này thì chúng ta thấy là có sự góp mặt của 32 cơ thủ. Và trong giải này thì chúng ta thấy rằng có duy nhất một cơ thủ nữ, đó là cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ. Trong lượt đấu thứ hai thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng phần thi đấu của cầu thủ này. Nhà hàng Hiếu Hồng, giải này thì chúng ta thấy là giải nhất theo như thông tin của Hợp Cơ là 15 triệu đồng. Và sau cơ phá không được hoàn hảo thì Tuấn Con đã giành lại cơ hội cho Đỗ Hoàng Quân. Và Đỗ Hoàng Quân đang chắt chiu từng cơ hội của mình để săn bằng tỷ số trước cơ thủ Tuấn Con. Có lẽ chúng ta thấy hai tên rất là nổi tiếng là Hoàng Quân hay là Tuấn Con thì chúng ta cũng thấy là rất là gần gũi với làng BI Việt Nam rồi. Và đây thực sự là hai đối thủ rất là xứng tầm trong rất là nhiều những trận thi đấu, kể cả là những giải câu lạc bộ hay giải quốc gia, thì hai cơ thủ này thì chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng để có thể đánh giá được trình độ của hai cơ thủ. Hiện nay thì để đánh giá về phong độ cũng như là xác suất về thành tích thì Tuấn Con sau khi tham gia 4 giải câu lạc bộ ở tại Hà Nội thì Tuấn Con đã giành được 3 chức vô địch.
Trong khi đó thì anh Hồng Quân cũng chưa thực sự được may mắn lắm. Tuy nhiên thì trong một cái thời gian tập luyện ở Man Up thì Hương Còi thấy rằng là thời gian gần đây anh Hồng Quân phong độ đã ổn định hơn rất là nhiều. Mặc dù là một cơ điều không được như ý, Hương Còi quan sát là Đỗ Hồng Quân đã lắc đầu. Tuy nhiên thì anh vẫn dọn ván bàn rất là ngay ngắn và tỷ số đã được săn bằng cho hai cơ thủ Đỗ Hoàng Quân và Tuấn Con. Trong ván đấu thứ 5 này thì quyền phá sẽ thuộc về cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Rằng cái việc mà xếp bóng cũng đòi hỏi một cái kỹ thuật cũng tương đối là khó. Nếu như mà chúng ta chỉ cần ẩu một chút thôi, những cái quả bi không được sát vào nhau, không xếp vào nhau thì cái việc để phá bi, cũng để đưa bi xuống lỗ sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà các cơ thủ của chúng ta thì đều gần phải có một cái kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi mà ra phá bi. Trận đấu đang rất là ngang sức ngang tài, tỷ số của trận đấu đang là 2-2. Có lẽ rằng là sau 4 giải Tuấn Con thi đấu thì Hương Còi cảm nhận rằng là rất là ít các cơ thủ có thể khuất phục được Tuấn Con. Tuy nhiên thì trong cái ngày thứ bảy đẹp trời, chúng ta thấy tại câu lạc bộ Rau ở 106 Hoàng Quốc Việt này thì Tuấn Con đang tìm được một đối thủ xứng tầm của mình, đó chính là Đỗ Hoàng Quân. Trích nhẹ mượn má 6. Bi hình rất là đẹp rồi. Nếu như mà Tuấn Con trong những cái giải tiếp theo mà Tuấn Con không điều chỉnh quả phá thì có lẽ cũng sẽ là một cái bất lợi rất là lớn với Tuấn Con. Khi cái khả năng run out của Tuấn Con thì rất là tốt rồi, nhưng cái khả năng phá bi để đưa bi xuống lỗ thì lại còn hạn chế rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong một lúc giao xuyến thì chúng ta thấy là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đã giành lại cơ hội cho Tuấn Con. Cơ hội này nghe chừng cũng rất là vất vả với Tuấn Con, bởi vì sau khi đánh lỗi bi số 2 thì chúng ta cũng thấy là bi số 2 đang nằm ở dưới băng ngắn. Để ăn bi số 2 thì có lẽ là bất khả thi rồi. Tuấn Con chắc chắn sẽ phải thực hiện một đường chạy đạn. Giật nhẹ. Có được không ạ? Lực rất là tốt. Mặc dù đây là ngày đầu tiên làm quen với bàn tại câu lạc bộ Crown, tuy nhiên thì Tuấn Con cũng đã có một cái cú thủ bi rất là tốt, cảm nhận lực rất là tốt. Giải Crown thì với sự đóng góp của 32 cơ thủ, và hiện nay thì trong lượt đấu đầu tiên chúng ta thấy đã được diễn ra trong với 5 bàn thi đấu với các cơ thủ tên tuổi. Ví dụ như chúng ta thấy là Kiên Xếu cũng đang thi đấu, và Thế Hiển, một tên tuổi trẻ cũng đang thi đấu ở bàn thứ 3. Nếu như các bạn muốn chiêm ngưỡng những đường cơ đẹp mắt của các cơ thủ này thì xin mời các bạn đến với câu lạc bộ Crown ở 106 Hoàng Quốc Việt. Tuấn Con đang đo đạc rất kỹ, có lẽ đây sẽ là một cú dò bi. Ý tưởng thì rất rõ ràng, tuy nhiên thì lại không thành công. Và cơ hội lại dành lại cho Đỗ Hoàng Quân. Thank you.
một cú Dolby số 2 và lỗ góc bên trái màn hình các bạn. Tuy nhiên thì lực hơi yếu, bi cái đang nằm ở một vị trí không được thuận lợi cho lắm để đưa bi số 3 vào lỗ. Tuy nhiên thì Hưng Còi tin rằng với khả năng và trình độ của Đỗ Hoàng Quân thì con bi số này cũng sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo. Chính xác, bi số 3 đã ăn hơi dày một chút, tuy nhiên thì bi cái cũng đã ra một vị trí để có thể nhìn được bi số 4 rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là bi cái thì đang nằm rất là gần với bi số 9. Có lẽ đây sẽ là một bất lợi cho cơ thủ khi thực hiện cái đường điều của mình. Vâng, với việc đưa bi cái ra nằm gần bi số 9 thì để thực hiện cú đôn bi số 4 xuống lỗ góc phía xa thì đây là một cái đầu gậy rất là khó và cầu thủ Đỗ Hoàng Quân đã chưa được thành công trong cái cú đánh này. Cơ hội lại dành lại cho cầu thủ Tuấn Công. Vâng, đôi bàn tay thần thánh thực hiện một cú trô lực rất là tốt để điều bi số 5. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng Tuấn Con đang chơi cây gậy Puri. Đây là một trong bốn cơ thủ đại diện cho Puri tại Việt Nam. Thì chúng ta thấy có Tuấn Con, có Minh Tài, có Huy Black và có Phương Thảo đang sử dụng cây gậy Puri. Đối ngược với Tuấn Con thì đối thủ của Tuấn Con đó chính là Đỗ Hoàng Quân. Và Đỗ Hoàng Quân thì đang dùng một cây Sowest. Trong ván phá thứ 6 này, quyền phá sẽ thuộc về cơ thủ Tuấn Con. Và mỗi lần Tuấn Con phá thì Hương Còi đều quan sát rất là kỹ và đều rất là hồi hộp. Luôn luôn cầu chúc cho Tuấn Con có một cú phá thành công. Thông thường thì chúng ta bao giờ cũng cổ vũ cho người có những cái thế yếu. Và có lẽ rằng là một cú phá pẹp cơ. Hương Còi xin phép và dùng cái từ vui vui một chút, đó là không phải tẹt cơ mà là pẹp cơ. Vâng, thì chúng ta thấy là Tuấn Con đã không đưa được bi nào xuống lỗ và cũng không có bi nào về bếp cả. Thầy Thành Nam xin chào thầy. Và thầy có lẽ chứng kiến cú phá của Tuấn Con thì cũng rất là muốn phỏng vấn thầy, thầy cho ý kiến về cú phá vừa rồi. Thực ra thì trong thi đấu bia thì ngoài cái khả năng trình độ ra thì nó còn có cái sự may mắn nữa. Và có khi cái việc mà Tuấn Con phá không đủ bi về bếp này nó cũng là một cái lợi thế cho Tuấn Con khi mà gây ra những cái đường cơ khó, tạo ra những đường cơ khó cho các đối thủ của mình. Thầy Thành Nam ơi, hôm nay là thời tiết ở Hà Nội là rất là đẹp, nắng rất là to đấy, nhưng mà không hiểu vì sao mà bàn ở 106 vẫn không phù hợp để Tuấn Con có thể phá đủ bi về bếp.
vừa rồi thì chúng ta thấy là một cái kỹ thuật đánh rất là êm nhẹ để thực hiện được cái quả bi đó, thì chúng ta cái cách ra tay của chúng ta phải thực sự là mềm để có thể điều được bi số 5. Như vậy là trên bàn thi đấu thì chúng ta thấy là chỉ còn có 4 bi thôi, bi số 6, số 7 và số 8. Với cái vị trí ngồi của bình luận viên này thì không biết là cái hướng bi số 6 như thế nào. Tuy nhiên thì có lẽ là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đang quyết định thực hiện một cú show. Không, anh đã chuyển hướng dùng kỹ thuật đẩy cú lên. Vâng. Một quả bi đầu gậy cực kỳ khó. Vâng, tốc độ ra tay rất là lớn. Tuy nhiên thì với một cái con bi đầu gậy như thế này thì cơ thủ họ Đỗ Hoàng Quân đã thực hiện chưa được thành công cho lắm. Và không biết là Đỗ Hoàng Quân sẽ thực hiện xử lý cái quả bi này như thế nào. Sẽ là một quả chém mỏng chăng? Không. Anh đã quyết định thủ bi. Và Hương Còi chưa kịp hiểu ý tưởng bởi vì thấy Đỗ Hoàng Quân đã chỉ bi chỉ đầu gậy ra chấm 1 ở băng ngắn. Và cơ hội dành lại cho Tấn Con. Có lẽ Đỗ Hồng Quân đang muốn thử thách đôi bàn tay thần kỳ của Tuấn Con đây. Rất khó. Bi số 7 vẫn còn nguyên đường. Nhưng có vẻ như đây là một góc bi thẳng. Rất là khó A bởi vì bi số 7 đang nằm xa băng và xa lộ, Tuấn Con đang quyết định đục rồi. Như vậy là mất đường. Với góc nhìn qua máy của bình luận viên thì rất là khó quan sát cái góc bi này. Tuy nhiên thì với cách đánh của Tuấn Con thì chắc chắn là bi số 7 đã mất đường rồi. Cơ hội đã dành lại cho cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Rất là tốt. Một cú kéo đảo áp phê. Điều lắp bi số 9. Như vậy là tỷ số đã được san bằng cho cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. 3 đều. Trong ván đấu thứ 7 này thì quyền phá thuộc về cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Nghe chừng như trận đấu cũng đang rất là diễn ra căng thẳng với hai cầu thủ cân sức cân tài. Rồi, trên màn ảnh các bạn là hình ảnh đại diện trên Facebook của hai cầu thủ Tuấn Con và Đỗ Hoàng Quân. Với hai bức hình này thì có lẽ Hương Còi cũng phán đoán là hai cầu thủ đã chụp từ rất là lâu rồi. Đỗ Hoàng Quân thì có một cái bức ảnh trông rất là trẻ trung. Tuấn Con thì có một cái bức ảnh chúng ta thấy là cân nặng cũng đã được thay đổi. Lại một lần nữa phá không đủ bi. Có lẽ rằng là Hương Còi cũng vừa thử đánh ở trên bàn thi đấu ở đây. Bàn đây rất là chạy để phá mà bóng chạy thì cũng không có vẻ là khó, nhưng để kiểm soát cả cái để đưa bi mục tiêu xuống lỗ cũng như là bi cái được tốt thì hai cầu thủ đã quyết định giảm lực phá, và chính cái việc giảm lực phá này thì khiến cho hai cầu thủ của chúng ta đã đều không thành công trong cái việc là đủ bi về bếp. Dũng Anh Hoàng, em có thể theo dõi game đấu ở trên màn ảnh.
Đây là hai cơ thủ chuyên nghiệp, chính vì vậy mà đánh đồng cơ game đến 8. Một cú gót mép không thành công của cầu thủ Hoàng Quân. Hương Còi phán đoán là anh Hoàng Quân muốn gót bi số 2 lên lưng chừng phía bi số 4. Tuy nhiên thì không thành công và đã giành lại cơ hội cho cầu thủ Tuấn Con rồi. Đề nghị các bạn thi đấu, khi thi đấu xong thì cầu thủ thắng cuộc mang bảng kết quả về cho bàn ban tổ chức nhé. Giữa hai cơ thủ đều có một cái trình độ như thế này thì khi chúng ta thấy là bi hình đã được gỡ ra thì gần như là chúng ta thấy cái việc giành lại cơ hội cho đối thủ rất là ít. Và với hình bi trên bàn chúng ta thấy là còn 5 bi thì có lẽ là tỷ số sẽ ngay lập tức được nâng lên cho cầu thủ Tuấn Con. Và gần như là chúng ta thấy là với bi hình như thế này sẽ không có sai số. Một cú chích nhẹ bi số 6, điều bi số 7 về lỗ 10 rất là tốt, về lỗ góc rất là tốt rồi. Đây. Chỉ cần một cú ra tay nữa thôi là sẽ thành công. Bi cái đã về một vị trí cực kỳ thuận lợi để đưa bi số 9 xuống lỗ góc phía xa màn hình các bạn. Rất là tốt. Như vậy là tỷ số đã một lần nữa nâng lên cho cầu thủ Tuấn Con 4-3. Và nghe chừng như đây là một trận đấu rất là căng thẳng khi hai cầu thủ có những cái màn giật đuổi tỷ số rất là sát nút nhau. Tuy nhiên thì theo quan sát ở những cái ván đầu tiên này thì Hương Còi thấy rằng người nâng tỷ số lên đầu tiên bao giờ cũng là Tuấn Con. Và cái việc nâng tỷ số như thế này thì nó cũng sẽ là một cái áp lực lớn về mặt tâm lý cho cầu thủ Đỗ Hoàng Quân, bởi vì luôn đóng vai là người chạy đằng sau để giật đuổi cầu thủ Tuấn Con. Một lần nữa lợi thế sẽ lại thuộc về cầu thủ Tuấn Con. Lần bán đấu thứ 8, quyền phá sẽ thuộc về cầu thủ Tuấn Con. Một cú phá tạm tạm của cầu thủ Tuấn Con đã ăn một bi và đã có bi về bếp. Nhưng nghe chừng như là bi cái và bi mục tiêu đã không thể tìm thấy nhau trên đường bi thẳng rồi. Cơ thủ Tuấn Con đã báo bi an toàn. Và trong luật đấu 9 bi thì chúng ta được quyền báo an toàn sau cơ phá. Và việc báo cơ an toàn này thì cơ thủ, đối thủ cũng có thể nhường lại cái quyền đánh cho cơ thủ đã báo cái bi an toàn. Vừa nói dứt câu thì cơ thủ Đỗ Hoàng Quân cũng đã quyết định nhường quyền đánh lại cho cơ thủ Tuấn Con. Đây là một quả bi tương đối khó. Bi số 1 đang nằm ở vị trí rất là xa và đây sẽ là một cú chém mỏng. Chưa được thành công. Có may mắn nào cho cầu thủ Tuấn Con không? Bi số 1 đã ra miệng lỗ rồi. Hà Nguyễn Thanh xin chào. Trên đường đi có một va chạm nhẹ, tuy nhiên thì cái cú va chạm này lại là một cú va chạm rất là may mắn. Cái đã va vào bi số 2 mở được rất là đẹp để điều bi số 2 về lỗ góc phía bên phải màn hình các bạn. Bi số 4 đang nằm ở một vị trí ngay chừng như có thể là ăn được ở lỗ 10. Rất là tốt.
Đây, chỉ còn có 4 bi xin vàng nữa thôi. À, Lê Mạnh ơi, đây là anh Đỗ Hoàng Quân. À, mọi người vẫn thường gọi là Quân Trôi. Còn Quân Con thì có tên thật là Nguyễn Chí Giáp. À, Quân Con thì hiện nay đang tạm nghỉ, không chơi bi a. À, có lẽ là trong một thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ gặp lại Quân Con sau. Còn trước mắt các bạn thì đây chính là anh Quân Trôi. Và như vậy là cơ hội đã dành lại cho cơ thủ Đỗ Hoàng Quân, và anh Đỗ Hoàng Quân đã chắc chịu cơ hội của mình. Và lại một lần nữa, Đỗ Hoàng Quân đã thành công trong màn giật đuổi tỷ số của mình. Tỷ số đã được san bằng là 4 đều. Thế này chị vào đây được này. Đây, trên màn ảnh các bạn là hình ảnh hai cơ thủ của chúng ta. À, chúng ta đang xem phần phát trực tiếp của hợp cơ cho giải Crown 106 Hoàng Quốc Việt. Các bạn nếu quan tâm tới BA và cũng ủng hộ cho phong trào BA Việt Nam thì các bạn cũng có thể share những cái đường link này về tường của mình để giúp để chúng ta quảng bá cho giải đấu cũng như là ủng hộ cho phong trào BA Việt Nam. Và trong lượt phá thứ 9 này thì cơ thủ giành quyền phá đó là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Với xác suất phá thì Hương Còi tính toán thì cơ thủ Đỗ Hoàng Quân có cú phá tốt hơn. Hương Còi vừa nói dứt câu rằng là với xác suất cú phá thì giữa hai cơ thủ Hoàng Quân và cơ thủ Tuấn Con thì người có xác suất phá tốt hơn đó chính là cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì hai cơ thủ có lẽ rằng là đều phá không được tốt, nhưng cơ thủ Đỗ Hoàng Quân thì phá đỡ hơn với cơ thủ Tuấn Con. Với việc phá không đủ bi về bếp cũng không có bi nào ăn thì chúng ta thấy là cơ hội Đỗ Hoàng Quân lại một lần nữa dành lại cho cơ thủ Tuấn Con. Hiện nay thì những cái giải đấu ở Hà Nội chủ yếu là chúng ta tổ chức là giải chín bóng xếp cao. Tuy nhiên thì khi tập luyện thì các cơ thủ của chúng ta lại chủ yếu là chơi 10 bóng. Có lẽ vì lâu không đánh 9 bóng xếp cao cho nên là rất là nhiều cơ thủ của chúng ta cũng đã cái kỹ năng để phá 9 bóng xếp cao cũng không còn được tốt nữa. Và vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là cả hai cơ thủ Hoàng Quân và Tuấn Con thì cái kỹ thuật phá 9 bóng xếp cao đều có những cái lỗi nhỏ. Quay trở lại với trận đấu thì chúng ta thấy rằng cơ thủ đội Nguyễn Anh Tuấn vừa thực hiện đánh một quả bi bằng tay phải. Và tuy nhiên thì đã không thành công và bi số 4 đang dừng lại chiếc miệng lỗ. Nguyễn Anh Tuấn là một cơ thủ có thể dùng được hai tay. Tuy nhiên thì Tuấn Con chơi nhiều bằng tay trái. Tay phải của Tuấn Con thì có thể đánh giá là được 8 điểm so với tay phải. Xin lỗi, 8 điểm tay phải so với tay trái. Hầu hết những cơ thủ chuyên nghiệp của chúng ta thì đều có thể chơi được bằng hai tay. Tuy nhiên thì để chơi hai tay mà bằng 9-10 thì cũng chúng ta cũng có thể kể tên được số ít các cơ thủ thôi. Trong đó thì cái cơ thủ có thể chơi bằng hai tay 1-9-10 mà chúng ta điểm tên đầu tiên phải nhắc tới đó chính là cơ thủ Tuấn Con, cơ thủ Trung Điếc hay cơ thủ Khánh Con đều là những người có thể chơi bằng hai tay tương đối tốt. Và Hương Còi cũng đã từng chứng kiến anh Đỗ Hoàng Quân chơi tay trái tay của mình rồi. Cái tay trái khi mà cơ thủ Đỗ Hoàng Quân chơi bia bằng trái tay, tức là bằng tay trái vì cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đang đánh bằng tay phải, thì bằng trái tay như vậy thì cái khả năng đánh tay trái Hương Còi có thể so sánh là bằng trình độ của Hương Còi khi đánh bằng tay thuận của mình.
Đây, trên bàn chỉ còn có 3 bi thôi. Có lẽ đây sẽ là một cú thấp gậy hai băng điều bi số 8 về phía màn hình, về lỗ góc phía màn hình bên phải các bạn. Anh đã quyết định chọn đường cúc một băng và vẫn đưa bi số 8 về lỗ góc phía bên phải màn hình các bạn đang theo dõi. Và có lẽ là bi số 7 má hơi mỏng cho nên là anh đã quyết định sử dụng đường cúc. Rất là tốt Đỗ Hoàng Quân. Vâng, như vậy là lần đầu tiên trong trận đấu này thì Đỗ Hoàng Quân là người dẫn trước tỷ số 5-4 cho Đỗ Hoàng Quân. Và lượt phá thứ 10 sẽ thuộc về cầu thủ Tuấn Con. Ngày hôm nay thì bàn TV Table chúng ta thấy là hai cầu thủ rất xa số trong làng bia Việt Nam của chúng ta thì đánh cũng có cái cú phá cũng chưa được tốt. Và Hương Còi chúc cho cầu thủ Tuấn Con trong cái cú phá này sẽ thành công để có thể san bằng tỷ số với cầu thủ Tuấn Đỗ Hoàng Quân. Anh á, đối thủ đấy. Vâng, có một bạn hỏi rằng là bạn Lê Mạnh có hỏi rằng là chị Hương ơi, tại sao nhiều cơ thủ thêm chữ con vào thế mà toàn hàng khủng? Vâng, có lẽ đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Theo những thông tin Hương Còi được biết thì sau khi Dũng Con là một cơ thủ có tầm vóc rất là nhỏ bé. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể ví Dũng Con như tượng đài của bia Việt Nam vậy. Trong những năm 2000, đầu những năm 2000 thì Dũng Con cũng đã đạt được cái thành tích rất là tốt khi vào tứ kết đội thế giới. Và chính vì vậy thì sau này những cái cơ thủ nào mà có khả năng đánh bia tốt thì chúng ta đều gắn với cái chữ con. Ở đây là vì như vậy. Và chúng ta thấy rằng mặc dù cơ thủ Tuấn Con đúng không ạ? Với cái dáng vóc không hề con chút nào nhưng chúng ta vẫn gọi tên là Tuấn Con. Sơn Tiên Sinh, Hảo La, cảm ơn em. Và như vậy thì cú phá của Tuấn Con cũng chưa được là tốt cho lắm. Và chúng ta thấy là cái bi mục tiêu đã bị cản mặt. Và Tuấn Con vừa thực hiện một cái đường thủ bi số 3. Một cú xuất tê rất là tốt với một cái quãng bi cực kỳ xa nhưng điểm rơi tốt và cơ thủ đã Hoàng Quân đã điều được bi số 4. Có lẽ đây là một cái kỹ thuật xuất trong cái quả xuất tê điều bi số 4 này rất là hoàn hảo của cầu thủ Hoàng Quân. Rất là tốt. Nếu như nói về động tác thì chúng ta có thể quan sát cả hai cơ thủ đều là hai cơ thủ có động tác rất là tốt, kỹ thuật chúng ta thấy là đều rất là hoàn hảo, từ những cú đánh cho đến những cái cú kỹ thuật khó như sút tê vừa rồi thì chúng ta thấy là hai cơ thủ đều có thể được nhắc tới thì chúng ta có những cái tán dương với hai cơ thủ.
tốt, một quả bi đầu gậy rất là tốt của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Đây, như vậy là không còn tình huống gì nữa rồi. À, Lê Mạnh hôm nay Thế Hiển có đánh và trên bàn thi đấu thứ ba thì Thế Hiển cũng đang thi đấu. À, như vậy là với một cú sút tê rất là đẹp mắt của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân thì Đỗ Hoàng Quân đã dọn ván bàn và nâng tỷ số của mình lên trước cầu thủ Tuấn Con là tỷ số 6-4. Tiếp theo trên bàn số 4, Nguyễn Linh gặp Dũng Cao Thu. Nguyễn Linh tới đây nhỉ? À, hai đánh đồng cơ game chặn 6 nhé. Anh Thu ấy cầm giấy đấy. Ở bàn có bút rồi đấy. Ở bàn có bút. Em ơi, chị mượn cái bao diêm. Bao diêm. Ván đấu tiếp theo thì quyền phá sẽ lại thuộc về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Như vậy thì chúng ta thấy diễn biến trận đấu đang nghiêng cái lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Lê Mạnh ơi, không có vấn đề gì đâu em. Tuy nhiên thì chị sẽ chắc chắn là chị sẽ không thể trả lời hết những câu hỏi của em trong khi bình luận. Nếu như em có câu hỏi gì thì em có thể PM cho chị sau nhé. CT2A cuối mỗi 106. CT2A nhà thì ngay gần rồi. Lợi Nguyễn là tai rất thính nhá, Lợi Nguyễn nhá. À, Bi Cái đang ở một vị trí không được thuận lợi rồi. Có lẽ là cầu thủ Đỗ Hoàng Quân sẽ phải báo một bi an toàn. Rằng có lẽ đây là một tình huống tương đối là khó xử. Đỗ Hồng Quân liên tục suy nghĩ và chép miệng. Để các cụ nói một câu không sai đâu ạ. Sai một ly thì đi một dặm. Chúng ta thấy là cơ hội đang dành cho Đỗ Hoàng Quân, lợi thế thì đang dành cho Đỗ Hoàng Quân, cho nên là Đỗ Hoàng Quân cần phải có một sự chắc chiêu để siết thật chặt tay trước cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nếu như chúng ta thả lỏng ra giành lại cơ hội cho Nguyễn Anh Tuấn thì cũng có thể là ngay lập tức Nguyễn Anh Tuấn sẽ có cái màn bứt phá và đảo ngược cái tình thế trong trận đấu này. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là với một cái quả bi rất là dễ như vậy rồi, nhưng Đỗ Hoàng Quân cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ cái đường điều và góc ra của cuộc cái. À, vừa rồi thì Đỗ Hoàng Quân đã thực hiện được thành công với cú điều bi số 3. À, các bạn vừa nhắc tới Dũng Con. Dũng Con là một cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là một trong những cầu thủ nổi tiếng không chỉ ở bia Việt Nam mà còn trên thế giới. Rất là nhiều những cái bạn bè bia ở trên thế giới khi nhắc tới bia của Việt Nam thì đều nhắc tới cầu thủ Dũng Con. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là trong một trận đấu thì có rất là nhiều yếu tố để quyết định một cái trận đấu thắng hay thua.
Chính vì vậy mà bất cứ một cầu thủ chuyên nghiệp nào thì chúng ta cũng thấy rằng là phải trải qua những trận đấu thua thì mới có thể có những trận đấu thắng được. Cho nên là cái việc mà Dũng Con thắng hay thua ở một trận đấu thì nó cũng không phản ánh được hết cái trình độ của Dũng Con. Một cú táng bi số 6 về bi số 7 rất là tốt. Tuy nhiên thì bi cái đang nằm gần côn băng. Và có lẽ đây sẽ là một cú cúp hai băng để điều bi số 8. Và rất là tốt. Và bi cái đã về một vị trí rất là thuận lợi rồi. Nghe chừng như ngày hôm nay Đỗ Hoàng Quân đang rất phong độ trước cầu thủ Tuấn Con. Và mặc dù Tuấn Con đánh cũng rất là tốt, tuy nhiên thì những cái bi tình huống bi khó thì Đỗ Hoàng Quân đã xử lý tốt hơn, thành thạo hơn trước cầu thủ Tuấn Con. Và một lần nữa thì tỷ số đã được nâng lên cho cầu thủ Hoàng Quân 7-4. Và trận đấu đang đi đến những cái giây phút cuối cùng rồi. Và không biết là Tuấn Con có làm được kỳ tích gì để lật ngược lại cái trận đấu này hay không. Là quyền phá thuộc về Tuấn Con. Hương Còi quan sát là với cái trang phục rất là đẹp mắt như thế này thì hôm nay là anh Quân phong độ thi đấu cũng tốt hơn mọi hôm. Và nếu như mà theo phong thủy thì Hương Còi có lẽ sẽ về nhà và sẽ chia sẻ riêng với anh Quân rằng là anh Quân khi đi thi đấu nên mặc bộ trang phục như thế này. Một cú phá rất là tốt của Tuấn Con. Tuy nhiên thì bi số 2 đang nằm ở vị trí cũng không phải là thuận lợi lắm để có thể đưa bi số 2 xuống lỗ và để điều bi số 3. Vũ Ngọc Hân, chính xác rồi. Cái cú sút tê đường xa của anh Quân đưa bi số 3 xuống lỗ và điều bi số 4 này rất là tốt. Từ má bi cho đến kiểm soát lực đều rất là tuyệt vời. Đó chính là cái ván đấu rất là quan trọng để giúp cho cầu thủ Hoàng Quân nâng cái tỷ số của mình lên trước cầu thủ Anh Tuấn. Và vừa rồi thì chúng ta thấy là một cú thực hiện đường điều của Tuấn Con không được thành công, không đưa được bi số 2 xuống lỗ và cũng điều bi số 3 chưa được tốt. Một cú bóc mỏng của cầu thủ Hoàng Quân không thành công rồi. Đỗ Hoàng Quân đã giành lại cơ hội cho Tuấn Con. Vũ Ngọc Hân, chị sẽ chia sẻ cái lời khen của em lại với anh Đỗ Hoàng Quân sau. Nghe chừng như em rất tâm đắc với cái cú sút tê đó. Chúng ta quay trở lại với bàn thi đấu. Tuấn Con vừa đưa bi số 2 xuống lỗ rồi. Một cú chém mỏng bi số 3 lại không thành công. Bi số 3 đã đi vào mâm ở băng ngắn. Ngay chừng như diễn biến của trận đấu ngày hôm nay trên bàn TV table thì lợi thế đang thuộc về cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Một cú cúp 4 bằng rất là đẹp mắt, rất là thoát tay thoát góc của cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Đây là ván đấu quyết định đối với Hoàng Quân cũng như là đối với Tuấn Con. Xét xét trong 4 giải gần đây thì Tuấn Con đều vào chung kết. Và với 4 lần góp mặt trong trận chung kết thì Tuấn Con đã có 3 lần giành chức vô địch. Tuy nhiên thì trong giải này thì chúng ta thấy là một cái khởi động của buổi sáng cũng như là trận đánh đầu tiên của giải này thì Tuấn Con lại chưa bắt kịp với cái phong độ của mình hiện tại. Một trong những cái bất lợi của Tuấn Con đấy là cái cú phá 9 bóng xếp cao của Tuấn Con không được tốt.
chỉ còn 3 bi nữa thôi. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải chào tạm biệt Tuấn Con trong trận đấu này để giành quyền thắng thuộc về cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Và Tuấn Con trong ngày hôm nay với cái việc mà dừng chân trước cầu thủ Hoàng Quân thì Tuấn Con sẽ phải thi đấu nhiều trận nữa để giành được cái cơ hội cho để có mặt trong cái trận chung kết cho giải này. Như vậy thì các bạn đã thấy vừa chiêm ngưỡng cái phần thi đấu giữa hai cầu thủ Đỗ Hoàng Quân và cầu thủ Tuấn Con. Tỷ số của trận đấu này là 8-4 cho cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Các bạn vừa nghe phần bình luận của Hương Còi cho trang của Hợp Cơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút để chờ đợi trận đấu tiếp theo. Và một trận đấu cũng rất là đỉnh cao giữa hai cầu thủ cũng rất là tên tuổi. Một cầu thủ